Vào hồi tháng 12 năm ngoái, hãng Hyundai đã bổ sung phiên bản 6 chỗ của dòng xe Santa Fe ở thị trường Hàn Quốc. Đến nay, tới lượt Hyundai Santa Fe tại thị trường Trung Quốc có thêm phiên bản 6 chỗ. So với xe ở Hàn Quốc, Hyundai Santa Fe 2023 phiên bản 6 chỗ mới có thiết kế khác biệt. Nguyên nhân là do mẫu SUV hạng trung này ở Trung Quốc vốn có thiết kế riêng, không giống xe tại bất kỳ thị trường nào. Khi nhìn trực diện, chúng ta sẽ bắt gặp lưới tản nhiệt mới với mắt lưới thể thao hơn thêm vào đó là cản trước mới với hốc gió, trung tâm hình thang nhỏ hơn trước, và được bao quanh bằng ốp màu bạc. Trong khi đó, nẹp mạ chrome phía trên lưới tản nhiệt và hệ thống đèn hai tầng trên đầu xe vẫn giống như phiên bản cũ. Trái ngược với đầu xe, thiết kế bên sườn xe không có gì khác trước. Từ đường dập gân trên sườn xe, vành la răng và ba nóc đều giữ nguyên như phiên bản cũ. Mẫu xe này cũng được trang bị vành la răng có đường kính 19 in. Tương tự sườn xe, thiết kế phía sau gần như không có gì mới. Tại đây, chúng sẽ bắt gặp cụm đèn hậu hình chữ C nối liền với nhau, bằng dài đèn nằm bắt ngang cửa cốp. Chỉ có vỏ đèn hậu là thay đổi. Bên trong là không gian nội thất bọc ra phối hai màu với ba hàng ghế. Hàng ghế trước có tính năng sưởi ấm và làm mát. Ở giữa là hai ghế thương gia, tách rời với nhau và đi kèm bệ tỉ tay riêng. Hai ghế này có thể chỉnh bằng tay và có tính năng sưởi. Trong khi đó, hàng ghế cuối cùng có thể gập chỉnh điện và được trang bị cửa gió điều hòa. Ngoài cấu hình nội thất 222 mới, Hyundai Santa Fe 2023 phiên bản 6 chỗ còn được thay đổi cả cụm điều khiển trung tâm. Chi tiết này được nâng cao lên và bố trí khá nhiều nút bấm cơ học để chỉnh điều hòa, hệ thống định vị, bản đồ, radio, hệ thống đa phương tiện, ghế cũng như chọn chế độ lái. Thay đổi còn lại bên trong còn nằm ở màn hình thông tin giải trí cỡ lớn hơn. Trong khi đó, vô lăng và bảng đồng hồ của xe giữ nguyên như phiên bản cũ. Nguồn cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 2 lít, sản sinh công suất tối đa 230 mã lực và mô men xoắn cực đại 353 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh. Theo kế hoạch, Hyundai Santa Fe 2023 sẽ chính thức trình làng trong triển lãm ô tô thanh đảo 2022. Hiện giá xe tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, Phiên bản cũ của mẫu SUV hạng trung này có giá dao động từ 710 đến 955 triệu. Tại thị trường Trung Quốc, Hyundai Santa Fe có doanh số khá thấp. Trong 3 tháng đầu năm nay, hãng Hyundai chỉ bán được 812 xe cho khách hàng Trung Quốc. Hy vọng sự xuất hiện của Hyundai Santa Fe phiên bản 6 chỗ sẽ giúp mẫu SUV hạng trung này cải thiện doanh số ở thị trường tỷ dân.